bên này vậy. Tôm hùm. Sống luôn. Dạ. Ốc hương lớn quá trời, với lại tôm sú như vậy. Cái nào thấy lớn quá trời lớn không? Anh trai cái tôm hùm bao nhiêu ký anh trai? Tôm hùm baby này nè. Đó là 907 hả? Dạ. 3 con 1 ký 1 à. À 3 con ký 1. Còn có lại ốc hương này bao nhiêu tiền anh? Loại 1 này là 450 hả? 450. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 21 tháng 2 năm 2022. Và mình đang có mặt ở khu vực chợ Xóm Lưới, nằm trên đường Nguyễn Công Trứ. Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn. Đây chúng ta quẹo trái ha, đi vào chợ. Ngay góc đường của Hoàng Hoa Thám và chợ Hưng Đạo. Chợ Xóm Lưới này là một cái chợ rất là nổi tiếng, bán rất nhiều hải sản. Đây các bạn thấy nè, góc đường Hoàng Hoa Thám, chợ Hưng Đạo ha. Rồi bây giờ mình sẽ băng qua đường, rồi mình sẽ ghi hình tiếp nha. Đây nhìn bên phía tay phải các bạn. Đó. Rồi chúng ta nhìn bên phía tay trái. Ở đây nếu mà địa chỉ Hoàng Hoa Thám là số 2 Hoàng Hoa Thám. Đó. Mình quay góc đường các bạn xem. Rồi chúng ta đi qua nha. Rồi chúng ta đi vô bên đây bán hải sản theo dạng như trong nhà thế này nè. Wow, đằng kia thấy quá trời không. Tôm hùm. Sống luôn. Ốc hương lớn quá trời, với lại tôm sú như vậy. Cái nào thấy lớn quá trời lớn không? Anh trai cái tôm hùm bao nhiêu ký vậy anh trai? Tôm hùm baby này nè. Tôm hùm đó là 907 hả? Dạ. 3 con 1 ký 1 à. 3 con ký 1. Còn có lại ốc hương này bao nhiêu tiền anh? Loại 1 này là 450 hả? 450. Còn cái tôm này bao nhiêu anh? Cái này tôm sú này là 450. 450. Okay, em suy nghĩ anh trai ha. Dạ. Cảm ơn anh trai nhiều. Giá tôm hùm cũng dễ mua. Ừ, đảo quá trời luôn. Yeah. Lớn to đùng luôn á. Cái này là cò đại luôn nè. Cò đại luôn. Này là hàng ốc hương chủ nhất rồi. Dạ, hàng một ha. Dạ, hàng một luôn. Dạ. Vô nhà hàng em nói là phải là 900 triệu là có. Dạ, hôm nay em bán thấy trong lửa đó. Ở đây mình bán có chế biến luôn không? Dạ, có chế biến luôn ha. Chế biến luôn hả? Dạ, có. Ờ, có chế biến luôn. Dạ. Như cái tôm mình mua là anh có thể là luộc cho mình luôn đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Ở đây okay. Là chế biến luôn anh trai. Ok. Chế biến luôn á. Ừ, có nghĩa là luộc giùm á. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Ở đây là... Ở đây là hải sản tươi sống uy tín chất lượng Cụ Đào. 0986555332 0345640399. Rồi cảm ơn anh. Rồi từ chỗ Cụ Đào chúng ta đi tiếp ha. Đi ngang qua đây. Ốc hương nó quá trời. Các loại nghêu sọ hến. Này nó còn sống luôn nè. Ốc tỏi quá trời. Đầy đủ luôn, ăn nhiều khổ đấy. Cái này là ốc tỏi xong không ạ? Ốc tỏi bán sao em? Ốc tỏi này chắc mấy cái sống.
À, 170 ha. Cái này thì có 150 thôi. Nó là mới kiểu nó yếu yếu rồi á. À, yếu yếu hả? Dạ, yeah. Ok. Mình đã đi qua khoảng độ 1, 2, 3, 4, 5 sạp vậy đó. Bây giờ các bạn để ý nè. Phố hải sản, xóm lưới, khu đi bộ. Ôi, chúng ta đi qua. Ở đây nhìn hầu rất là đã luôn. Con nào con nấy. Trời ơi, có đùng. Đem này đi qua. Hầu lớn quá trời lớn. Sò đẹp. Em gái hầu bán sao em? Hầu á 45.000 đồng một ký ha. Cái này hầu là hầu gì em hả? Hầu sữa hả? À, hầu sữa, hầu đá. Làm sẵn ra đây luôn ha. Rồi, cảm ơn em gái. Suy nghĩ ha. Hầu nhiều lắm. Gió lớn quá. Gió lớn hơi ồn. Rồi. Mấy con mực lớn quá trời lớn. Chào em. Anh ghi hình chút xíu ha. Em cái tôm hầm baby này bán sao? Cái tôm hầm baby này bán sao? 1 triệu đồng ký hả? Ok. 950 à. Rồi, cảm ơn em nhiều ha. Đảm. À đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, bản hiệu của chị nè. Hải sản tươi sống biết ghẹ. 0703148330. Rồi, bạn nào mua tôm hùm giá khoảng 1 triệu ghé qua đây. Cái mực này lớn quá trời lớn, mực này mực lá hả chị? Dạ. Mà cái này bán sao? 320, nhỏ này 300. À, lớn là 320, nhỏ 300. Hào thì 50. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Nhìn ghẹ. Ổn, nhìn mực đảo quá trời. Kế bên này ghẹ. Cái cá bóp này bán sao vậy trời? Cá bóp bán sao à? 180 đồng ký, bán nguyên con. Rồi, cảm ơn nha. Nguyên con rồi. Cô ăn nửa đầu nửa đuôi. Giá hàng cá này đông mà. Nếu mà thấy nửa con đuôi á nha. Chợ xóm lưới, thành phố biển Vũng Tàu. Ta đi tiếp. Như vậy các bạn nắm được khung giá ha. Hầu thì khoảng độ 45-50 ngàn đồng. Tôm hùm khoảng độ 930-1 triệu. Cá bóp thì là 180-190 gì đó. 1kg mà phải bán là bán nguyên con. Còn ốc hương thì khoảng độ 400-450-500. Rồi ốc tỏi, những cái giá mình đã hỏi được. Cốt sú khoảng độ 400-450. Vẫn là mình nghĩ là nên mua về xong đó mình tự chế biến chứ không nên chế biến ở đây. Qua cái con này giống như con cá nó có mú à. Ôi mực ngon quá trời mực. Quá trời cá ngon. Ống 250, mực lá đây bán 360. Mấy con cá này ngon mà.
Đây có sầu huyết nữa, ốc bồi voi. Mình nhớ là vậy. Và đó nè. Đó còn sống nha. Bạch tuộc sò đẹp. Ra tới đây là đường gì để mình xem. Tuốt bên kia là đường Nguyễn Trãi, còn ở đây là đường Lê Hồng Phong hả? Thấy bên kia đó ghi là 96 Lê Hồng Phong, không phải. Tuốt đằng kia ghi là số 10 Trương Công Định, Trương Công Định. Rồi. Đồ ngon quá, ở Sài Gòn là mua về nhà chế biến luôn. Chị, cho hỏi cái ốc bồi voi này mình chế biến sao chị? Hấp mỡ hành nướng. Hấp mỡ hành hả? Hấp nướng, nướng mỡ hành, nướng mỡ hành. Anh muốn làm gì làm? Dạ, chưa từng ăn đó mà. Mua đem làm cho. Mua vàng đã luôn á. Mua vàng đã luôn hả? Dạ. Để mang ở khách sạn á, đang suy nghĩ. Cơm cũng nhiều. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ở khách sạn là ướp phó đi chế biến. Đồ ngon quá trời. Ôi, cái nào này. Ở chỉ bò két luôn. Khúc này đông các bạn nha. Rất là đông đông vui. Có cua nữa nè. Anh trai, cái này là cua, là cua biển anh trai. Dạ, cua biển đây anh. À, ở đây bán cua biển bán sao đó? Cua thịt 350, cua gạch 430. À, cua thịt 350, cua gạch 430. Ô, cái giá này mềm chứ. Sao ngoài chợ nó bán cao dữ vậy ta, ngoài kia bán cao quá. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều nha. Dạ, ai mua cua ghé qua đây. Rồi, mình đi ra lại. Ở đằng kia có bán muối ớt xanh, muối ớt đỏ luôn. Rồi, ngay góc đường, chị này bán nhãn. Cắt mặt hàng khô. Dạ, em đi ngang qua thôi. Dạ, quay phim đó cô. Cái này nó có tới 2 cái cột điện lận. Hết đường đi. Ôi trời. Toàn hải sản. Ồ, cá kìa. Mình nghĩ là các bạn nên đi dò giá một đoạn rồi sau đó hãy tính ha. Ở đây khi mà hỏi giá thì đại đa số cũng vui vẻ. À, rồi. Chợ xóm lưới. Dạ, chỉ bắn mực, cua nè. Mà đã quá trời rồi. Chào chú. Có đóng thùng xốp mang về. Thấy chú này đang làm hàu. Wow, con hàu nó bức quá trời bức luôn. Hàu đó là hàu gì vậy chú? Hàu sữa. Hàu sữa hả? Còn cái con hàu lớn này hàu đá hả chú? Hàu đá. Hàu đá. Hàu sữa thì ngon hơn ha. Con này thì xào nấu hấp, con này thì nướng. Mà hàu sữa thì bán sao cho chú? 200. 200 ngàn đồng là lột ra rồi đó ha. Dạ dạ. Cảm ơn chú nhiều.
Đó, có ghẹ. Ghẹ còn sống luôn kìa. Dạ. Đầy đủ các món hả? Ghẹ bữa nay bán sao chứ? Dạ. Cái loại to mà ngon là nhiêu? 600. Dạ. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú. Dạ. Dạ ngon. Đây, mực kim cũng ngon nè. Rồi. Dụm bàn cho bánh nắng luôn. Thơm quá. Hấp nướng. Ở đây là dịch vụ hấp nướng nè. Đây, Nguyễn Công Trứ. Đây là hấp nướng. Rang me, rang muối, rau muống xào, mì xào. Ôi, cá lù đù. Có cá lù đù. Nói chuyện cũng dễ thương ha. Vô mở hàng thì con trai. Mình nghĩ là các bạn có muốn đi mua hải sản mà muốn hỏi giá cho dễ chịu hơn á, thì nên đi khoảng độ 9 giờ vậy đó. Tại mình thấy là hơn 8 giờ là họ mới dọn hàng ra là từ đó là đầy đủ. Thì cái khoảng thời gian nó hỏi giá sẽ dễ chịu hơn. Và đây là góc đường của Nguyễn Công Trứ và Phan Bội Châu. Đó. Tình hình chợ sớm là vậy các bạn ha. Nghe nói là cái khu vực nợ này buổi chiều cũng rất là hay. Khoảng độ sau 3 giờ chiều á, nghe là có ghe lên, có hàng về. Đây, Phan Bội Châu. Mình có dự định sẽ quay một số những con đường gọi là đường chính của thành phố biển Vũng Tàu. Thì không biết là cô chú anh chị, quý vị có từng ở thành phố biển Vũng Tàu, hiện định cư hải ngoại, có mong muốn Tùng ghi hình một con đường nào đó không thì cho Tùng biết ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp về thành phố biển Vũng Tàu. Mình sẽ còn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Cơ bản là đến đây để đi chơi, để ghi hình về cuộc sống đời thường ở thành phố biển Vũng Tàu. Đó là lý do tại sao mình chọn ăn những nơi mà người dân địa phương ăn, chứ không phải là những nơi mà thường là có quá nhiều du khách. Như vậy là Hoàng Hoa Thám vào Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu, và đây là đường Trương Công Định. Ngoài kia chính là biển. À, như vậy là các bạn có thể đi từ ngoài biển ra theo hướng Trương Công Định và quẹo vô đây ha.